theo thông báo từ Ford thì Ford Việt Nam sẽ dừng sản xuất và lắp ráp cái xe ô tô tại thị trường Việt Nam từ ngày 26 tháng 3. Còn tại thị trường Thái Lan thì sẽ dừng sản xuất và lắp ráp từ ngày 27 tháng 3. Vậy những cái dòng xe nào sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp? Theo đó thì những cái xe sản xuất và lắp ráp trong nước tại thị trường Việt Nam sẽ có Ford EcoSport, Ford Transit và Ford Tunnel những cái xe mà sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, thì những cái dòng xe nhập khẩu nào sẽ bị ảnh hưởng? Đó là uh, Ford Ranger, uh, Ford Everest là một trong những cái sản phẩm mà sẽ bị ảnh hưởng từ thị trường Thái Lan. Như vậy, uh, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị về cái thời kỳ là uh, có tiền thì cũng không thể mua được uh, xe. Bởi vậy, các bạn có nhu cầu mua xe ô tô những cái sản phẩm mà mình đang quan tâm thì rất mong quý vị và các bạn đưa ra những cái sự lựa chọn và những cái quyết định sớm nhất vì hiện tại những cái dòng xe nếu mà dừng sản xuất lắp ráp và nhập khẩu thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và giá xe chắc chắn sẽ bị đẩy lên nên các bạn mua xe thì cũng rất mong quý vị và các bạn có những cái sự lựa chọn phù hợp ở trong thời gian tới Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới Và những video hot ở Vua Xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn